Khang Audio xin chào tất cả các đồng chí. Buổi chiều ngày 2/5/2022, báo cáo các đồng chí buổi chiều nay có 4 chiếc loa Sony đi Sóc Sơn Hà Nội 3 kg đấy. Đấy, loa Sony được gửi tới ngài Dương Văn Sắc ở thôn Kim Thượng, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, thủ đô Hà Nội. Đấy. Đấy, 4 chiếc loa Sony, loa đài Sony này. 1 này, 2 này, 3 này, 4. Buổi chiều nay có 4 chiếc loa đâu. Quay lại để cho các đồng chí xem. Hoặc xin phép clip ở đây. Cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.